Đây là những chú đà điểu được chuyển cho khách hàng là 10 con các bác ạ. Và đây là thông tin để cho anh Hạnh, số điện thoại là 0163889 3332, và anh có nhờ cái nhà xe Thạo Xuân là 0912135440 về Hải Dương. Đây là những chú đà điểu được chuyển đi. Đóng vào đi cho nó kịp giờ. Đó, đóng cái này trước. Ở đây là những chú đà điểu. 10 con, thùng bên kia 5 con, thùng bên này 5 con. Ép nó xuống cứ dán cho nó dính vào nhau là được. Người không do mình. Đó. À rồi, bà chú Mạnh mang xe ôm mang chim ra bến xe cho bố cháu. Đấy. Đây là cái thông tin hai đơn được gửi về bến xe Mỹ Đình, văn phòng là anh Khương 0942089769. Đây là một đơn. Và đây là cái này là một đơn nữa. Hai đơn này, một đơn đi bến xe Gia Lâm và một đơn đi Thái Nguyên. Đây là những chú chim rất là ấn tượng, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, đây là những chú chim da vàng. Và đây là những chú chim da rất là nhiều. Đó. Không mang cáng à? Không cần. Không mang cáng lắc lều. Quay xe ra đã. Quay xe ra đoàn hỏa. Cẩn tắc. Lấy mấy trăm, lấy đưa cho chú 500 thì có gì tính đến sau. Thì trả tiền cước à anh? Ờ, mình trả tiền cước cho khách hàng. Cái đà điểu này là họ chuyển khoản đầy đủ rồi. Bây giờ mình, em cứ mềm mỏng với khách lái xe em bảo bọn em gửi thường xuyên. Họ kia, giá êm đẹp nhất có thể. Tớ tưởng phải mang cái cáng, không chịu mang cái cáng. Cái này nó to chẳng cần. Thì giữ thì lộn thoát rồi. Buộc luôn ở đây rồi. À thế à? Ờ rồi. Nếu mà chưa gửi lên xe thì cứ để chỗ mát. Mà là chuẩn bị đi rồi đúng không? 1 giờ kém nó chuyển bánh. Chú cảm thấy đi được thì chú ý đi. Cái dây chun này áp nhỉ. Không bám vào đâu. Tựa vào lưng. Đây lấy cái dây này chằng thế này. Buộc cho chú. Các bạn biết đến thao chim cu gáy là nó chỉ có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về chim cu gáy sinh sản, chim cu gáy non, và vấn đề là con đà điểu giống. Đó. Thuần thục.
mày đuổi nó vào mặt trong đi. Đuổi đứng sát vào cổng đi, đuổi nó vào trong đi. Cứ men men đi. Thế. Ok nó. Nó ở đâu ra là đâu. Chim nó... Nó ra này nhưng mà nó ở mỗi ở trong cái nhà lưới này các bác ạ. Vô tình không đóng cửa lồng. Đây là những chú chim giống. Ok các bạn nhé. Nó tự mổ được rồi mà. Bón đến ngày nó mổ rồi này. Cổng ra đỡ xuống cho chú ấy đã, mũ kia treo cái hộp đấy để đâu. Đưa cho chú 500, cứ cầm 500 đi, chi trả nào tính đến sau. Hai ba, ok. Đi đi, cẩn thận nhá, an toàn. Báo số nhá. Đó. Các bạn thấy là những đơn hàng con giống đa điểu và những đơn hàng những chú chim cu gáy luôn luôn chính thống trên cái kênh chim cu gáy hay của mình là Thao được đưa tải đến khách hàng. Và đây là những em này là rất là bé, đó, nụ hơn, rồi. Nhà chả có gì ngoài con giống, đặc biệt là chim và đà điểu con giống. Số điện thoại của mình để tiện anh em giao dịch mua bán là số điện thoại là 0163530982 và 0989177982. Hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh là những cái fan hâm mộ để tiếp tục theo dõi những cái video trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay ở trên YouTube và trên Facebook cũng như cái website chimcugayhay.com của Thao với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.